Đêm tối xuất 2 dàn cày 5 chảo cho máy 4508 và đôi lồng cho 4018 về Tiên Lữ Hưng Yên phục vụ bà con làm mùa gấp rút. Cơ khí cày chảo Phú Hải, xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Chuyên gia công chế tạo sản xuất dàn cày, bánh lồng, bừa lăn, bừa răng, bánh bám, bánh cày các loại cho máy làm đất. Địa chỉ xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Máy quay hơi tối, máy này kém quá nên nhìn không rõ chi tiết, chỉ rõ được mỗi chữ Vũ Hải thôi. Anh em và bà con có nhu cầu sử dụng sản phẩm của cơ khí Vũ Hải thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại in trên màn hình 0936975256 hoặc 0982975256. Ủa,